Cặp đối đầu chung kết giữa Young Generation và Gearbyte Marine đã chính thức được bắt đầu. Cả hai đội tuyển sẽ rất nhanh chóng sở hữu cho mình những món trang bị và hướng tới những cái bước di chuyển đầu tiên của mình. Nhìn vào mặt đội hình, tôi không tin rằng Gearbyte Marine sẽ dám tiến sang phần rừng của đối phương. Và khi tôi nhìn vào Young Generation, tôi nhận ra một điều tương tự. Chắc chắn tất cả sẽ cùng theo hướng rẻ quạt và tiến ra xung quanh của bản đồ để kiểm tra và chấn giữ những cái khu vực quan trọng. Chúng ta có thể thấy về phép bổ trợ như đã dự đoán đến từ Mạnh thì đó là một cái phép thanh tẩy. Còn ở khu vực đường dưới vẫn là hai phép bổ trợ kiệt sức, bởi vì trong phiên bản 7.5 này kiệt sức vẫn chưa bị giảm sức mạnh. Việc sở hữu Nearly sẽ khiến cho một phần nào đấy Venus sẽ hơi khó để khởi đầu với ba chim của biến dị. Anh ta đang muốn hướng lên khu rừng trên và có một cuộc chạm trán nhỏ nhỏ khi mà Nevan đang bị sấy bởi Stark. Con mắt được cắm ra và rất nhanh chóng thôi bị phá đi. Trong phía bên này, Naun đang bị thua thiệt hơn so với Archi sau một màn trò hiểu thức. Khu đường dưới cũng như vậy, trên mọi mặt trận. Đây rồi, ít ra không phải mọi mặt trận nữa. Ít ra đã có một mặt trận mà Gearbyte Marine nó lỗ hơn chút xíu. Đó là khi Slay vừa bị dính cú nội hỏa Kim Mancha. Và hai người chơi từng hỗ trợ đều sở hữu về cho mình 8 đồng đầu tiên, rất là quý báu. Với cái trận đấu, với cái tính chất như thế này thì tôi nghĩ rằng một trong những cái điều rất quan trọng của Levi và Venus là phát hiện được hướng đi rừng của đối phương. Có vẻ như khi cả hai xạ thủ và hỗ trợ đều xuất hiện ở khu vực đường dưới và không có ý định về phía rừng thì cả YG cùng với Gearbyte Marine đều biết đối phương khởi đầu ở phần trên bên trái. Thì như vậy họ đều có cùng một hướng đi rừng và khả năng để cướp rừng nhau là khá khó. Rất chủ động khu đường dưới này khi Big Bro và Trung tiến thẳng lên để đẩy đợt lính lên cao hơn so với đối thủ. Và hai pha lựu đạn nhảy múa thôi đã giúp cho Big Bro cùng với Trung đẩy được đợt lính với ba con đánh xa vào phần trung nhà đối thủ. Rất tốt. Lại hỏa kinh Mancha, ột và Archi. Thực ra như này cũng tốt. Archi khởi đầu với ba bánh Big Quy và anh ta liên tục giơ mặt của mình ra hứng rất nhiều sát thương đối thủ. Trong khi đấy, Big Bro lại là người bị cấu máu tới từ Young Generation. Nhưng với những gì mà Piccolo đang mua thì anh ta cũng mua 3 bình máu. Chúng ta có thể hiểu được là vị tướng này sẽ trụ đường tốt như thế nào. Archi đang bị lỗ máu hơn. Rất đau, Trung có vẻ như sẽ cần phải tốc biến. Đã kiệt sức, anh ta tốc biến. Hơi nguy hiểm. Piccolo có mất phép bổ trợ hay không đây? Mất và xuyên chút nữa mới nằm xuống. Và trả sát thương người trở lại đến từ Trung là căng đòn đấy. Và theo những gì tôi để ý, tốc biến lên sát thương. Và đó là khiên. Và có thêm sát thương đến từ Big Crow nhưng không đủ. Và có một vấn đề, đó là Big Crow trận đấu này anh ta không lấy lửa thần, anh ta không lấy chỉ thần sấm. Anh ta lấy cổ huyết chiến tướng. Wow, đó là một trong những điều mà khiến tôi bất ngờ. Levi đang di chuyển xuống khu vực đường dưới này, họ muốn gank. Nhưng hơi khó, máu đã hồi lại đầy, Venus di chuyển ra hỗ trợ. Một cú chói thành công, Levi bị giữ lại. Nhưng không còn gì để vào nữa. Bởi vì Trung ở cấp độ 2 anh ta tăng cho mình vào kỹ năng E chứ không phải là chuyên tâm. Naun đứng giữa đối đầu với Optimus. Một kèo đối đầu mà Optimus đang cố gắng đổi năng lượng của mình lấy máu của đối phương nhưng chưa thực sự quá thành công. Anh ta chỉ có thể đổi về chỉ số lính là hơn so với Luân một chút mà thôi. Đường trên đương nhiên đây là một kèo khó dành cho Nautilus của Nevan. Và anh ta đang bị đẩy sâu của trụ, mặc dù lượng lính không thua bao nhiêu nhưng máu mới là vấn đề quan trọng. Trang bị khởi đầu của Nevan hơi bất ngờ một chút xíu. Tôi nghĩ rằng khi mà đi với kèo đấu máu khó chịu như này, anh ta sẽ cần phải khởi đầu với bình thuốc biến dị. Nhưng anh ta quyết định đó sẽ là một cái nhất Doran và thêm hai bình máu nữa. Anh ta sẽ cố gắng sở hữu thêm bình nhất Doran trong lần về tiếp theo để có thể đẩy lính cân bằng so với Rumble của Stark. Và Stark đang thể hiện rõ cái sự trên cơ của mình so với đối thủ. Khu đường giữa này, Luân, Naun cũng đang làm tốt trước những áp lực được tạo ra từ Optimus. Levi bắn vào hạt soi sáng và soi con đường mình chuẩn bị ganh xuống khu vực đường dưới, phát hiện ra một con mắt. Cái hạt soi sáng này là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để bạn là một người đi rừng tốt hay là không tốt ở những cái phiên bản từ khi nó thay đổi như thế này. Thì tôi nghĩ rằng tìm được những con đường di chuyển vào rừng của đối phương theo kiểu của Levi, khi ta ấn cái hạt soi sáng sẽ khiến cho cái con đường này nó cực kỳ khó đoán. Wow, cả hai người cùng vòng xuống, một cả hai người cùng tiến ra và rất khó để thoát được. Đây sẽ là cú lạc choáng đến từ Optimus, không làm trận Levi dùng sát thương vào chính công đầu dành cho Optimus. Hai cái dịch chuyển nhưng có một cái đã bỏ đến từ Stark để bàn xuống chưa làm dễ. Đã mất thành công của Levi, sát thương dồn vào rất lớn. Levi nằm xuống và Venus sẽ không còn gì để chống trả. Piccolo bị làm chậm ba điểm.
điểm hạ gục dành cho Kiabai Marine. Một tình huống mà Nevan xuống khi không còn đầy máu và dường như cấp độ của anh ta là quá thấp. Mới là cấp độ 4 thôi. Một cú kéo tung ra, thêm một kỹ năng E và một cái khiên chỉ tăng có một điểm là không đủ cho một Nautilus chống chịu được. Lợi thế đang được có ở tất cả các đường cho Gigabyte Marine. Bởi vì nếu như chúng ta xem lại tình huống này thì Optimus là người ăn được những điểm hạ gục quan trọng. Thì cái việc anh ta bị mất một vài chỉ số lính phụ được dưỡng không ảnh hưởng gì cả. Đầu tiên, tốc biến kén nhện trượt những Optimus xuất sắc hạ gục được chung. Sau đó thì quyết định xuất hiện của Nevan là quyết định hoàn toàn sai lầm. Đúng là anh ta chưa có bao nhiêu chống chịu cả thì nhận Doran, chứ không phải là cục máu hay kiện Doran hay bất cứ một thứ gì để khiến cho Nevan có thể cảm thấy đứng cao hơn. Lưỡi sát thương dồn vào đơn mục tiêu của các thành viên đội tuyển Gigabyte Marine là rất nhiều với những con bài thấp máu đến từ những cú cắn ở dạng nhện của Alice. Nevan đang lùi về, Alice đang tiến lên, đó sẽ là pha làm choàng chính xác. Nevan được dồn sát thương vào Rumble tới, làm chậm phát đầu tiên chúng, phát thứ hai chúng, sát thương sấy và rất đau, tốc biến lên đấm tay và Nevan dứt được khiên lên, sát thương còn thiếu. Stark cố gắng hạ gục thành công đối phương yêu chủ. Anh ta và anh ta phải nằm xuống khi anh ta không còn tốc biến ở dần dần. Đó là một tình huống mà Levi là người làm khá thông minh. Cái tình huống ganh của anh ta cứ đi sát vào cái phía trên, cái con đường mà đối phương đang cố gắng móc về. Và Nevan móc trúng vào người của Levi. Nhưng cái lượng sát thương của Rumble ở thời điểm hiện tại không phải là nhiều. Giá như lúc đó Stark lên được cấp độ 6 rồi thì mọi thứ nó sẽ rất đơn giản hơn dành cho Gigabyte Marine. Nhưng cuối cùng thì là 1 đổi 1. Và sau cái pha 1 đổi 1 này, chúng ta nhìn thấy Rumble cũng mất khá nhiều chỉ số lính. Lính đang đẩy vào và Rumble không phải là người có được lợi thế trong pha trao đổi vừa rồi. Khu đường dưới, những pha ứng tiễn được thả ra tầm rất xa, kiểm soát dựng đối phương tương đối triệt để. Slay sẽ khiến cho Alice của Levi dễ hơn trong việc nắm bắt những đi rừng cũng như thực hiện những pha xâm lăng sang rừng của đối thủ. Khu đường dưới này thì mặc dù bị hỏi thăm nhưng quả nhiên rằng Piccolo và Trung đang làm tốt hơn so với Slay và Achi. Cầu máu tốt tới từ cú tập tiễn bắn cực kỳ đau đó là Slay. Dưới sự bảo kê, tốc độ bắn và tốc độ di chuyển được gia tăng thêm tới từ Achi. Và nhìn vào lượng khiên được hút từ Achi dành cho Slay, tôi tin là anh ta đang tăng 3 điểm vào kỹ năng E của mình. Optimus tiếp tục thực hiện thêm một cuộc vi hành nữa, nhưng lần này con đường của anh ta có rất nhiều mắt đối thủ. Rõ ràng trong tình huống thi đấu đầu tiên, chúng ta thấy rằng Slay cùng với Achi đã sử dụng phép hỗ trợ của mình tốt hơn, tung ra hồi máu và kiệt sức rất đúng thời điểm, khiến cho Piccolo và Trung phải mất luôn tất cả các phép hỗ trợ của mình. Thì ở thời điểm hiện tại, về những lợi thế ở khu vực đường dưới thì đang nghiêng một chút về cho Gigabyte Marine, bởi họ có được những điểm hỗ trợ nhưng không có thực chất một điểm hạ gục nào dành cho cả Slay và Achi cả. Đây là một pha thi đấu nguy hiểm, tốc tiến lên hơi khó, cố gắng lấy đi hồi máu của đối phương là cùng. Wow, và đó là một pha trả đũa rất xác đáng và Venus có mặt ở đây. Nhưng lần này là dịch chuyển đến từ Stark, nó đã bỏ đi. Và Venus không còn nhiều động lực, anh ta không còn nhiều động lực để thực hiện pha tấn công này. Anh ta quá mạo hiểm, anh ta phải trả giá. Đó là một tình huống không nên đâm sâu thêm nữa. Và sát thương đến từ Nevan trong của Piccolo không đủ đạn của Gachi. Một chút chật khớp tới từ Generation. Có vẻ như thi đấu trên sân khấu lớn vẫn là một vấn đề gì đấy đối với đội tuyển. Còn nó tương đối khó quen được. Nó khó có thể mà quen được bởi vì cảm giác thi đấu ở trên sân khấu nó khác lắm. Nó hoàn toàn khác so với những gì mà bạn thi đấu thường ngày ở trong những cái trận đấu trên, hay kể cả những trận đấu giải ở trong vòng thi đấu bình thường. Khi không có khán giả thì mọi thứ sẽ khá là dễ dàng. Nhưng khi có những áp lực vào thì một đội tuyển trẻ như Young Generation đang gặp một cái thế khá khó. Họ vẫn đang chưa thực sự hết những hy vọng trận đấu này còn rất nhiều. Mới là 13.000 tiền và 14.900 của Gigabyte Marine mà thôi. Nếu như không mắc thêm sai lầm và có được những điểm hạ gục thì tôi nghĩ rằng YG họ đang có cửa khá là sáng. Thực ra thì cái lượng tiền như vậy từ khoảng thời gian 9 phút nó có đủ để đem lại những cái lợi thế đi đường dành cho Gigabyte Marine, nhưng đúng là nó không ảnh hưởng quá lớn đến cái thế cục của trận đấu đâu. Đây. Và hỏi thăm khu đường dưới này đã bị đoán trước. Achi đang phòng ra cắm con mắt và họ tấn công vào Slay khi có tầm nhìn tốc biến lên. Chỉ thiên lôi phạm đương nhiên đủ sát thương, điểm vào cùng dành cho Trung. Đó là một tình huống mà Trung cùng với cả Naun đã biết chắc chắn rằng trong cái bụi đó có mắt, chắc là Trung đã quét và phá được những con mắt ở đó. Vấn đề là Slay có lẽ là anh ta quá chủ quan, góc đứng về B
biến về không được đẹp cho lắm. Còn Venus ở phía bên này, tốc biến lên công nhanh choáng và có đu theo từ Levi nhưng không còn sát thương nữa. Một phản xạ tốt tới từ Nearly của Venus. Hiện giờ thì mặc dù KDA không đẹp nhưng cái lượng farm tới từ Nearly của Venus là khá nhiều. Điều đấy khiến cho anh ta thua thiệt về lượng trang bị so với Venus, so với Levi không phải là quá kinh khủng. Chúng ta thấy rằng YG dù có thua ở khu vực đường dưới hay không thì một điều mà họ rất muốn làm là luôn đẩy khu vực đường dưới lên thật cao. Cứ càng đẩy càng cao càng tốt. Thì bạn thấy là cái lượng mắt của họ ở khu vực này là rất nhiều, nhưng luôn luôn đặt bản thân của mình vào trạng thái nguy hiểm. Kén nhện cũng đa trùng. Một điểm hạ gục nữa dành cho Levi. Và Nevan không muốn tiếp tục mắc sai lầm, anh ta bỏ cú dịch chuyển của mình. Như đã nói, việc lựa chọn vị tướng Ash dành cho Slay là một cái gì đấy rất hợp lý. Anh ta liên tục mở đầu những pha giao tranh, mở đầu những pha tấn công dành cho các thành viên đội tuyển Gearbyte Marine với cú đạp băng tiễn của mình với độ chuẩn xác rất cao. Và lần này anh ta lại thành công. 1-1-4, đó là KDA của Slay. Phải đánh đổi quá nhiều, YG đã đánh đổi tầm nhìn, lấy đi những cái điểm hạ gục mà từ những nơi mà YG không thể kiểm soát tầm nhìn. Đó là đi thẳng đường của Gearbyte Marine ra. Gearbyte Marine không cần phải làm nhiều điều như là vòng ra đằng sau để có được một điểm hạ gục của đối phương. Họ đi thẳng từ đường bởi vì họ biết là Slay sẽ tung ra cú đại băng tiễn của mình. Chúng và thì cái tỷ lệ thắng, cái tỷ lệ trúng là rất cao. Chúng thì sẽ ăn được điểm hạ gục, còn không thì thôi. Hoàn toàn đồng ý, và nãy giờ họ đang làm như vậy. Và họ vẫn đang làm được điều đấy một cách rất thành công. Khu đường giữa này thì dù có những lợi thế đến từ Naun trước đối thủ Optimus, nhưng nó cũng không phải là gì để quá đáng khi Optimus đã có được 2 điểm chiến công cùng với 1 điểm hỗ trợ. Đây đang là phút thứ 12 của trận đấu đầu tiên, cặp BO5 chung kết giữa YG và Gearbyte Marine. Lượng tiền đang nghiêng về Gearbyte Marine, nhưng nó là một con số không quá nhiều. Nhưng ở trong những cái trận đấu kiểu như thế này, ta thấy rằng kể cả những chênh lệch nhỏ nhất, nó cũng có thể trở thành một quả cầu tuyết lăn, và càng ngày nó sẽ càng to lên. Chỉ vấn đề là Gearbyte Marine sẽ bắt đầu thực hiện cái chiến thuật lăn quả cầu tuyết của mình từ lúc nào mà thôi. Họ muốn đẩy mạnh đến lúc nào? Khi Rumble có được mà đẩy Leandrai đó cũng thể làm động lực. Rồi là khi hoàn thành xong đối quỷ thương Morello tới từ Optimus, đó cũng có thể làm động lực khác. Những gương màu xanh có vẻ như đang là thứ cần thiết nhất dành cho Slay để có thể tay đôi chắc chắn thắng trước Piccolo. Tại thời điểm này tôi tin rằng nếu xét về khả năng tay đôi thì kiểu gì Ash có lợi, và không phải là mẫu từ khả năng tay đôi cực kỳ kinh khủng trước lượng sát thương được thể đổi và liên tục tới từ Ash. Đường giữa luôn vẫn là làm tốt, làm rất tốt. Nhưng Optimus đã cân bằng lại được một phần nào đó chỉ số lính rồi. Chúng ta thấy rằng ở khu vực đường dưới đã có một cái động thái là rén hơn của Piccolo và Trung khi họ đứng ở phần giữa sông chứ không dám lên cao nữa. Và Levi là một người đi rừng cực kỳ tinh quái, anh ta nhìn thấy rõ cái điều này. Anh ta thấy rằng cơ hội gank khu vực đường dưới của mình đã không còn nhiều. Thì quyết định của anh ta là chuyển lên khu vực đường trên, wow, nơi mà Nevan đang bị mất đi khả năng kiểm soát tầm nhìn. Nhưng có vẻ như đoán được hay chăng, Neri đang kiểm soát tầm nhìn khu vực đường dưới và vẫn không tiến vào ăn rồng. Venus đơn giản chỉ là muốn kiểm soát tầm nhìn xung quanh đây để đảm bảo rằng Levi sẽ không hỏi thăm mà thôi. Còn khu đường trên, nó có thể là phòng bằng trụ hoặc là trụ đầu tiên trận đấu. Lương tiền sẽ vươn lên sân trước. 2.700 dành cho Gearbyte Marine. Rất sớm phút 14, 2.700 tiền, đó là một món trang bị lớn. Và khi được chia đều cho những đầu nhân vật kiểu như Rumble hay là Optimus với Syndra, nó thực sự là cái gì đấy như vụ nổ vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy một tình huống còn nguy hiểm hơn, đó là tình huống băng trụ của đường trên dành cho Gearbyte Marine. Optimus cũng đang muốn có mặt ở khu vực này. Rồng đã được hạ gục, điều đó đồng nghĩa với việc Gearbyte Marine biết không có ai hỗ trợ Nevan ở đây. Gần như không có ai. Có một người đang di chuyển lên là Naun. Optimus, Nevan đã bị dính làm choáng, tiếp tục bị dính làm choáng, lao vào làn luôn. Anh đã đẩy ngược Stark về, anh đã có một điểm hạ gục. Levi bị đánh, Levi đánh rất đau. Naun làm rất tốt. Một pha lấy 2 đổi 1 có lợi hơn cho YG. Chưa kể rằng đó là còn là một con rồng lửa dành cho YG nữa. Và như đã nói, đây là một đội tuyển trẻ rất có tiềm năng, và cái sự tỉnh táo của họ không bị mất đi sau khi họ bị dính những pha thua thiệt. Họ bị chịu những sự thua thiệt dàn đầu trận bởi những điểm hạ gục của đối thủ. Về nhà với 2 điểm hạ gục vừa rồi, để xem Slay sẽ hoàn thành không. Anh ta chưa về luôn, và nhìn vào kiểu trang bị anh ta đang sở hữu, thực ra anh ta đã rất giàu rồi cơ. Chưa cần mua đồ đến 600 tiền vừa thức được, 1.200 tiền đang cầm trong người. Và cái lượng
đồ trên người, tôi phải thực sự khẳng định rằng là anh ta solo với Optimus không có cửa. Tại thời điểm này anh ta solo với Optimus, Optimus không có cửa. Đồ cực kỳ mạnh. Và với chất lượng Jayce thì... Nhưng mà vấn đề là Jayce thì có một cái thứ đấy là phải trúng cầu sấm của cầm gia tốc thì mới có thể solo lại được với Syndra. Kỹ năng của Jayce khó trúng hơn so với Syndra. Đó là những gì mà tôi nghĩ trong kèo đối đầu này. Bởi vì Syndra để xem nào. Optimus không lấy tiền sức. Thế như vậy là cũng bình thường thôi. Đây, xem nào, lao vào tấn công luôn. Đánh rất đau. Có bôi đỏ trên người, sát thương rất nhiều được dồn vào. Nhưng cầu sấm trượt. Và suýt chút nữa thôi thì Naun đã phải nằm xuống. Nautilus đang đánh vào gà tông nổ, vượt qua bên này bờ tường, đi tìm Rumble. Nhưng còn tìm đâu ngoài nữa không thấy. Còn ở khu vực đường dưới thì đây có thể là một pha ép sân của Gigabyte Marine khi nhìn thấy đối phương đã di chuyển lên khu vực đường trên, mất rất nhiều máu. Mặc dù là một đội hình cầu máu nhưng khả năng hồi máu của Nidalee ở thời điểm này là ít. Họ chỉ có 2 điểm và kỹ năng E và sức mạnh thuật của Nidalee không phải là nhiều. Chiêu cuối được tung ra, Optimus đang vòng ra từ đằng sau. Đối tượng anh ta nhắm đến chắc chắn là Piccolo. Nhưng Naun tới, nhắm vào Optimus, một cú kiệt sức được dùng. Optimus sử dụng cộng đồ hóa, chiêu cuối của mình và hạ cũng được chung. Optimus lên bảng đếm số, Venus bị đánh, Venus lên bảng, lao vào tấn công Stark. Venus vang tới từ đằng sau, nhưng anh ta không phải là quá khỏe. Anh ta hất văng được hai người lên Nidalee, bị hạ gục bởi Archi nó mới đen. Và tiếp tục đó là Jayce nằm xuống sau pha tán xạ tiến của Án. Với 3 điểm mà gục thu lại và chỉ để mất một mình Optimus thôi. Gigabyte Marine có cơ hội lấy đi cái chủ thứ hai của đường dưới. Cửa là rất sáng và chắc chắn họ sẽ lấy được. Và đây chính là thời điểm quả cầu tuyết lăn mà tôi đã nhắc đến. Lượng tiền bỗng chốc từ khoảng tầm 2.000, 3.000 tiền chênh lệch nó đã lên đến con số 4-5.000 tiền rồi. Hiện tại là 4.900. Và nó là một cái điểm tựa quá lớn dành cho Gigabyte Marine ở trong trận đấu này. Một pha thi đấu mà Optimus vòng ra từ đường sau. Cái điểm bất lợi của YG không phải là họ thi đấu kém trong cái tình huống đó, mà họ mất quá nhiều máu từ trước đó rồi. Họ không có đủ lượng máu, không có đủ lượng năng lượng để thi đấu. Và tất cả những gì họ dồn vào được là hạ gục được Optimus. Rồi sau đó những thành viên lần lượt phải lên bảng điểm số do lượng máu còn quá ít đòi. Thực sự sát thương được dồn ra bởi Optimus với từng này những món trang bị cầm trên người là nhiều rồi. Và vừa rồi chúng ta đã thấy là anh ta sử dụng một combo để ngay lập tức hạ gục đối thủ. Nó đơn giản như thế nào đối với Syndra. Việc bảo kê tới từ Archi nó đến đúng lúc, nhưng nguồn sát thương được dồn vào bởi cả Nidalee và Jayce nó là hơi nhiều quá so với cái khả năng mà Archi có thể đem lại. Và thực sự thì chung cuộc lại đó vẫn là một pháo tranh quá lời để đem cái lượng tiền. Đúng như gì Ruby nói, nó đưa quả cầu tuyết được lăn một cách mạnh mẽ hơn hẳn. Và tiếp tục quả cầu tuyết này sẽ từ từ lăn. Tạm thời thì Gigabyte Marine bắt đầu cho thế trận trở nên chủ động hơn về phía của bản thân mình, khi đang đưa xạ thủ của mình là người đi đẩy cú thanh tẩy cực nhanh, gần như không có một độ trễ nào. Sân khấu được mở ra một điều chọn, nó đơn giản chỉ là Levi mà thôi. Levi đỡ rất nhanh chóng, không có được tạo ra cả. Stark bóng ra phía sau lưng, có mưa tên lửa, trụ đầu tiên của đường sẽ bị vào đi. 5 người đang có mặt đầy mưa tên lửa chỉ để ép góc mà thôi. Và quả cầu Syndra ném ra không có đá băng thiên nữa. Trong khi đấy Nautilus không, đó là Nidalee lao vào và nằm xuống. Có Nautilus vòng ra phía sau lưng nhưng Naun đã nằm rồi, đó là double kill. Muốn lao theo ép rào chạy móc nhưng trung lính. Trung lính thì chắc chắn phải lùi về, sát thương đến từ Piccolo không phải là quá nhiều. Và thêm một lần nữa, Gigabyte Marine với pha tập trung của mình là đội tuyển thành công hơn. Hơi đáng tiếc cho Venus khi anh ta bị bắt quá sớm. Anh ta nên đợi Nevan đến và dồn những cái tình huống ném lao rồi lao vào của một Nidalee khi có những hiệu ứng khống chế một cách chắc chắn từ trước. Nevan là một cái ví dụ rất điển hình cho những cái hiệu ứng khống chế chắc chắn mà Venus có thể trông cậy vào. Nhưng anh ta không làm như thế, anh ta tiến vào hoặc là bị Gigabyte Marine bắt trong cái tình huống mà chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ biết là Venus ở quanh đó và anh ta lên bảng rất sớm trong giao tranh mà thôi. Slay, lúc đầu thì chúng ta không đánh giá cao anh chàng này, nhưng ở thời điểm hiện tại với những gì anh ta thể hiện ở cái vị tướng tủ Ash, những cú mở giao tranh bằng đại băng tiễn rất hợp lý, đem đến được những cái tiên cơ trước cho Gigabyte Marine, thì có thể thấy là Slay đang cho chúng ta một bộ mặt khác hoàn toàn. Hiện giờ thì trong cái phiên bản 7.5 như đã nói từ đầu, sẽ không còn những người chơi Ash lên cái kiểu lựa linh hồn sớm sau đấy là cùng Gurunen để lấy nhiều thời gian hồi chiêu nữa. Thay vào đấy phải là Google dành. Điều đấy cũng đang khiến một phần nào đấy cái khả năng mở giao tranh bởi Slay nó bị hạn chế đi do thời gian hồi chiêu của đại băng tiễn hơi dài. Nhưng khi cấp độ 11 đến rồi cấp độ 16 đến thì K
càng ngày cái sự hiệu quả của Slay sẽ càng gia tăng. 4-4 là KDA, khỏi cần chê. Trong cái đấy phía bên kia là 0-2-1. Mặc dù map nhiều hơn nhưng Big Oro chưa thể nào đóng góp được nhiều so với đối thủ của mình. Và mặc dù là không có ai lên chống chịu thực sự cả, nhưng chỉ với cái lượng máu đem lại đến từ bàn nào đầy Leon Rai thôi, chúng ta thấy rằng Levi đã hoàn toàn phong tỏa nỗi sát thương được tạo ra bởi sân cư thần của Big Oro trong vào tranh trước. Và sau trận đấu này, bất kể có thắng hay thua thì tôi nghĩ rằng YG sẽ tìm cách lựa chọn xạ thủ sớm hơn, chứ không để một con bài Jayce được lựa chọn từ sớm rồi xạ thủ bị đối phương cấm đi hết. Và thế là họ đang cực kỳ khó đánh khi bị ép phải đánh Jin, một con bài không quá hợp lý trong trận đấu này. Khi Jin dựng sân khấu tử thần thì có thể dính Syndra với những cú quét tan kẻ yếu, Ash với cú chiêu cuối, rồi chiêu cuối mưa tên lửa của Rumble nữa, rất nhiều thứ để ngăn cản, không cho Big Oro gây sát thương từ xa một cách thoải mái. Và YG cũng không còn nhiều lựa chọn ngoài con bài Jin này, khi họ đã bị cấm đi hết những xạ thủ mà Big Oro có thể thi đấu tốt. Bây giờ thế trận nằm ở trong tay hoàn toàn Gigabyte Marine, nhưng những gì mà YG có thể làm là tiếp tục kiểm soát tầm nhìn và chờ đợi những pha giao tranh mà họ có thể lợi hơn mà thôi. Họ phải là người bị động, nếu như họ chủ động thì mọi thứ có thể sẽ chấm hết ngay lúc này. Stark đang đẩy cù được dưới, phía bên kia Venus chạm chạm với Slay, nhưng nó dừng lại một pha kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Chưa có gì nguy hiểm thực sự dành cho các thành viên cả hai đội tuyển đến thời điểm này cả. Lượng trang bị nhiều với một KDA vượt trội và lượng farm tốt vẫn khiến những quả cầu sớm và cầu giật tốc của Nao đạt được độ hiệu quả của mình. Mặc dù vậy, cũng có cái gương vô xanh trên người của Slay, vai ta thì hồi phục lại rất nhanh chóng. Một pha cả mắt hơi nguy hiểm của Trung. Anh chàng này vừa mất đi cú tốc biến, và sau khi mất đi cú tốc biến như vậy thì thật ra thì cũng không quá ảnh hưởng đến một Kama. Chỉ có vấn đề là anh ta không đi cắm mắt được một cách hổ báo như vừa rồi nữa. Tầm nhìn đang được kiểm soát của YG ở khu vực Hang Baron không phải là quá nhiều, đã bị phá đi gần hết rồi, nhưng có mắt kiểm soát cũng bị mất đi dần dần. Cố gắng cầu máu nhưng không đáng bao nhiêu cả. Chung người không còn tốc biến nữa, dính hai cũng làm choáng. Trong khi đó Venus dính luôn chiêu cuối của Optimus với 4 cầu tung ra. Rất may cho Venus là anh ta đã tốc biến đi từ sớm nên không dính một vài những sát thương nhỏ lẻ từ trước. Có quá nhiều sự uy hiếp tới từ các thành viên đội tuyển Gigabyte Marine khi mà lượng trang bị của họ lớn như thế này. Và thêm một nữa, điểm yếu ngay từ đầu chúng ta nói về đội hình của họ đó là không có chống chịu thực sự, thì lại đang đem lại một nguồn sát thương rất lớn đến từ gần như tất cả thành viên. Tuy nhiên chúng ta không kể tên của Achi làm gì cả, anh ta chỉ là một hỗ trợ theo kiểu gần như là thuần mà thôi. Anh ta đang muốn hướng tới cái dây chuyền chuộc tội để ngăn cản đi khả năng cối chuyển máu của đối thủ. Lại là một pha thành công nữa, lần này lao vào là Naun rất liều lĩnh. Về đất cũng bay qua phía này bờ tường, nhưng ý lực sẽ kéo đồ xanh ra xa, ép giao tranh, xây hỗn thần vắt hai phát, phát thứ ba trúng luôn và phát thứ tư nó bắn rồi. Và Achi vẫn sống. Big Oro tốc biến lên bắn nhưng sát thương là không đủ, phát đầu kiện rất tốt. Mất tên lửa thả ra không phải là quá đẹp nhưng đủ để gục hai thành viên đối thủ. Achi vẫn sống tắc và Nevan lao vào sâu. Nevan nằm xuống quét sạch dành cho Gigabyte Marine và God Baron dành cho. Và thi đấu mà YG dồn tất cả tấn công của Achi nhưng mọi thứ mà họ thu được chỉ là một điểm hạ gục của Optimus. Còn Achi thì vẫn sống. Một tình huống xử lý rất tuyệt vời của toàn bộ đội hình Gigabyte Marine. Đặc biệt phải nói đến những tình huống khiên, những tình huống hồi máu của họ được dùng vào người của Achi là vô cùng chuẩn xác. Để rồi đối phương cứ bị kéo theo những cái mục tiêu ít máu đó và lên bảng điểm số. Khi họ bị với trong giao tranh rồi thì một pha quét sạch thêm cả con Baron, một cái trụ thứ hai cũng đứng trên. Có lẽ lúc này Gigabyte Marine đã là người nắm rất nhiều phần trăm giành chiến thắng trong trận đấu này. Lượng tiền chênh lệch lên tới hơn 10.000 tiền. Quả thực đó con số rất lớn. Khi hướng tới những cái thời điểm cuối trận đấu như này, chúng ta dần dần thấy cái hình bóng của Nelly nó bị nhạt nhòa đi đôi phần. Chiều lên trang bị của Nelly, bây giờ chúng ta thắc mắc rằng liệu anh ta muốn cậy đầu lâu hay là dắt tâm linh hơn, hay là cái đang hextech. Nhưng nhìn sang phía bên kia thì Levi vừa hoàn thành thêm một dắt thiên thần. Không có người chống chịu thực sự, nhưng có quá nhiều những con bài sát thương là lên dắt tinh thần nữa. Wow. Thì nó làm điều khác. Và Slay vừa định mở giao tranh với pha đạp tiết của mình, nhưng này nó trượt, sát thương được dồn vào rất lớn, không có chói chân, gồng máu không phải là quá đau nữa đối với Slay. Gigabyte Marine để cho mình Optimus đẩy vùng đường dưới rất thoải mái, đi bộ trong phần rừng ở đối thủ. Optimus luôn là người lên những trang bị phòng thủ từ rất sớm, bởi anh ta biết rằng
đôi lúc khả năng gây sát thương của mình không phải là thứ mà Gigabyte Marine cần, mà anh ta cần sống thật lâu và tung ra nhiều những hiệu ứng khống chế. Khi đội hình Gigabyte Marine đã có rất nhiều những người gây sát thương rồi, đã có cả Alice, đã có cả một Rumble khu vực đường trên nữa, thì Syndra trong trận đấu này cần là một người có nhiều thời gian đổi chiêu và khả năng gây ứng cũng như là sống sót, đẩy thẳng vào khu vực đứng giữa. Gigabyte Marine đang có bổ lợi Baron, họ tràn lên. Nevan bị làm choáng, bị dồn, mất 1/3 cây máu, mất một nửa máu. Dây chuyền chuộc tội được dùng, họ hồi đầy máu, tiếp tục ra bám trụ nhưng thả ra cái chiều cuối không có tác dụng gì cả tới từ Nautilus của Nevan. Về đã rút lui tới từ Young Generation, họ không còn thế để đánh nữa, sát thương hiện giờ là không đủ. Một đội hình cầu máu sẽ là một đội hình rất mạnh khi bạn xanh hơn trong giai đoạn đi đường và để rồi bạn ép đối thủ trong những pha muốn tổng tấn công để ăn trụ. Con dòng lửa đầu tiên dường như đem lại một cái tia sáng quá tuyệt vời dành cho Young Generation, để rồi dần dần họ bị mất đi sau những pha tập trung tới từ Gigabyte Marine cách cực kỳ cụ thể. Giờ thì Gigabyte Marine đang câu kéo theo chiến thuật gọi khá là quen đấy, khéo khéo nhất từ trước đến giờ mà mình thấy, đúng không? Đây là cái kiểu gọi là khéo nhất mà các đội tuyển có thể làm được rồi. Thôi cũng biết tổng rồi, YG có vẻ cũng nghiên cứu khá kỹ cái bài này của đối phương. Đây, cái tình huống này thì không thể nào mà dám ra được, bởi vì các thành viên YG họ đang yếu hơn. Ở trong một cái thế có nhà đánh còn yếu hơn, thì không có nhà thì đánh kiểu gì đây? Gigabyte Marine tràn lên khi các thành viên của YG đang hơi là rời rạc với nhau. Sân khấu là lần nữa dựng ra và Nevan lần này né được những kỹ năng của đối thủ. Anh ta không còn thủy lôi tầm nhiệt nữa nhưng anh ta còn móc. Làm gì đây? Sẽ không dám giao tranh. Họ chỉ cố gắng co cụm lại để chống đỡ những pha đẩy đến từ Gigabyte Marine mà thôi. Chứ chủ động giao tranh không còn là cái yếu tố mà Young Anderson có thể làm được nữa. Con dòng đất sẽ là con dòng đất thứ hai dành cho thành viên đội tuyển Gigabyte Marine, để họ có thể dễ dàng hơn trong việc lấy đi những công trình của người kết thúc trận đấu này nếu có thể. 12.000 tiền chênh lệch dành cho Gigabyte Marine rồi, và rất khó. Bây giờ tôi nói rằng gần như không có cửa nào nữa dành cho YG để có thể gỡ lại, bởi vì sát thương họ cũng không phải là quá nhiều, mà nguồn chống chịu của họ thì lại không đủ để có thể chịu được cái sát thương mà Gigabyte Marine có thể gây ra. Hãy nhìn một chút xíu về tầm nhìn, thì sau khi bị Gigabyte Marine ăn con rồng thì lượng tầm nhìn của YG mới được đẩy lên một tí xíu. Chứ còn từ trước cái tình huống ăn rồng đó thì họ gần như là không có một tí xíu tầm nhìn nào trên toàn bản đồ cả. Mọi thứ là mù tịt cho YG. Họ chỉ biết co cụm ở phần nhà của mình thôi, chờ những gì mà Gigabyte Marine làm ở thời điểm tiếp theo. Và Gigabyte Marine đang muốn đẩy ở khu vực đường trên, Rumble đã đẩy sẵn ở khu vực đường dưới. Họ đang không quá vội vã bởi vì họ muốn chờ cho hai đường cùng đẩy vào, thì đó mới là cái thời điểm bây giờ tôi mà Gigabyte Marine có thể phát huy được sức mạnh nhiều nhất. Giờ tôi mới để ý rằng là tỷ số về trụ đã là 7-0, tức là Young Anderson chưa lấy được bất cứ một trụ nào của Gigabyte Marine cả. Một thế trận quá triệt để, những pha đảo đường được thực hiện ngay từ đầu là rất nguy hiểm tới từ Gigabyte Marine, và nó cực kỳ triệt để. Lần này sân khấu lại dựng lên, Optimus sử dụng đồ Gajonia, nào tốc biến thoát ra và nét vẽ tốt, nhưng Venus nằm xuống, còn Optimus anh ta vẫn sống với khổng lồ hóa để tạo ra bởi Archie. Nevan không dám lao vào, thế này thì cho tiền không dám lao vào rồi, chỉ chờ đối phương dồn vào gần trụ nhà chính của mình thì đánh thôi, còn nếu không thì lao ra đồng nghĩa với tự sát. Và Nevan vừa thực hiện điều đấy, anh ta nằm xuống rất nhanh và tiếp theo đó là Trung. Trung nằm, Naun bị ép góc, Piccolo đứng phía bên này bắn tay đôi với Levi và làm choáng trượt Piccolo. Dưới sự bảo kê của Naun vẫn muốn tiếp tục bắn, nhưng anh ta hạ gục được ai không? Nó chỉ là cái giấc tinh thần đến từ Alice mà thôi. Luân nằm, chiến thắng sẽ có dành cho Gigabyte Marine trong trận đấu đầu tiên đối đầu với Young Generation. Một chiến thắng quá áp đảo của Gigabyte Marine khi họ không vội vã khởi đầu trận đấu này. Họ cứ từ từ nhờ vào những bước di chuyển đến từ anh chàng Levi cũng